Không gửi đồ chi về thăm thôi, còn đòi hỏi. Bị sưng măng mắt rồi à. Do nhìn bậy quá sưng mắt rồi. Cái rung tay cũng không bị đúng không? Lúc cua tay á, nó hẳn không bị mơ. Thank you.
Ly ơi, ý là em giờ trưa em có ở lại không thế? Giờ trưa nay hả? Ý là trưa nào em ở lại thì ý là em phải cố định cho chị để gì biết đường mà. Ví dụ như nấu đồ ăn, đồ đồ kìa. Không là nó sẽ bị một lần dư rồi đó đó. Còn không là nấu mất công không thiếu. Dạ em nói lại chứ, tại vì có mở bên kia em mới qua, hồi lâu nào có mở bên kia cho em gọi qua hả? Dạ. Có ái thì rồi chị kiếm mẫu cho nè. Dạ. Em đang đặt đồ đó. Tranh thủ đi bên này chứ còn gần tới họ không cho đâu. Thì tháng nay thì được, tháng gần tới cũng được chứ còn sau này là họ kiểu như là gần tới rồi họ muốn làm kìa. Cỡ 2 năm mà nó tan hả chị? Cỡ năm mấy thôi. 2 năm thì chắc hơi lâu. Thank you.
gian của em này nó nhiều ổn đỡ chị ha. Rồi mà rớt nặng ra toàn nhờ dùng cái kia mà đỡ đi chứ không là nó rủ kia lắm. Ngủ không nè. Có rủ nhưng mà rủ nhẹ. Nhưng mà da em còn trẻ nhỏ gì tái tạo được chứ ha. Ừ. Cô này nhỏ xíu nè. Chích bích phát, bích chúng. Mấy phút rồi nhỉ? Thank you.
Từ đó chả ăn đi nè. Cái bụng nào rồi.